Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, quý vị, các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ tư, ngày 26 tháng 10 năm 2022. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua thời hình gió Bắc Thái hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, quý cô bác, quý vị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật thời hình gió Bắc thì hàng ngày, hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật thời hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý chị nào có xem kênh có quan tâm đến giống ít hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giống ít hôm nay thì giá cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua nha quý bà con. Thì tạm thời thì mình xin cập nhật tình hình giống ít vào buổi sáng. Tình hình giống ít sáng hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì đầu tiên là ở khu vực Vĩnh Long. Ở khu vực Vĩnh Long thì cao nhất là 17, cao nhất là 12 và mít cam 3 là 7. Khu vực Cần Thơ thì cao nhất là 17, cao nhất là 12 và mít cam 3 là 7. Khu vực Đồng Tháp thì cao nhất dao động từ 17 đến 18, cao nhất là 12 và mít cam 3 là 7. Khu vực An Giang thì cao nhất dao động từ 17 đến 18, cao nhất là 12 và mít cam 3 là 7. Giá mít chợ hiện nay ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang thì thương lái đang mua với mức giá động từ 4.000. Ở khu vực Sóc Trăng, ở khu vực Sóc Trăng thì cao nhất là 17, cao nhất là 12 và mít cam 3 là 7. Khu vực Trà Vinh thì cao nhất là 17, cao nhất là 12 và mít cam 3 là 7. Còn ở khu vực Long An và khu vực Tiền Giang thì ở khu vực Long An cao nhất dao động từ 17 đến 18, cao nhất là 12 và mít cam 3 là 7. Khu vực Tiền Giang thì cao nhất là 18, cao nhất là 13 và mít cam 3 là 8. Giá mít chợ hiện nay ở khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua với mức giá dao động từ 4.000 đến 4.500 đồng một ký. Giá mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác, như khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều dừa mít. Còn ở khu vực Đồng Nai thì cao nhất là 15, cao nhất là 11 và mít cam 3 là 6. Khu vực Bình Dương thì cao nhất là 15, cao nhất là 11 và mít cam 3 là 6. Khu vực Bình Phước thì cao nhất là 15, cao nhất là 11 và mít cam 3 là 6. Khu vực Vũng Tàu thì cao nhất là 15, cao nhất là 11 và mít cam 3 là 6. Giá mít chợ hiện nay khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang mua với mức giá rộng từ 3.500 đồng ký. Còn ở khu vực Tây Nguyên thì cao nhất là 14, cao nhất là 10 và mít cam 3 dao động từ 5.000 đến 6.000. Giá mít chợ hiện nay khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua với mức giá rộng từ 3.000 đến 3.500 đồng một ký.